Chiều mùng 3 tháng 12, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều để thông tin kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tham dự buổi tiếp xúc về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, bà Ngô Thị Minh cho biết kỳ họp đã thông qua 11 dự án luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Các luật nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia nghiên cứu rất tích cực các nội dung dự thảo luật nghị quyết với 32 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, đồng thời tham gia trả lời các câu hỏi do báo chí đề cập, chia sẻ những kinh nghiệm của Quảng Ninh trong thực hiện các mô hình thí điểm, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời cũng kiến nghị tới cấp trung ương về vấn đề kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8. Cử tri thị xã Đông Triều phát biểu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước kết quả đạt được của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri thị xã Đông Triều đã kiến nghị một số vấn đề như các chính sách với giáo dục còn nhiều bất cập, sửa đổi một số điểm trong pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ, công tác luân chuyển cán bộ công chức cấp xã thị trấn vẫn còn một số vướng mắc, chế độ cho nạn nhân chất độc da cam dioxin. Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ninh đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.